chết luôn rồi. Đánh đôi cái nam nữ vậy là không được rồi. Ủa mắc gì không được? Mắc gì không được? Buồn hả? Buồn. Khuyên hai đứa ăn câu nè. Người ta có thực lực thua mới buồn. Hai đứa có thực lực đó. Cây tươi nhờ. Nữa giờ giờ anh sao? Bây giờ anh thấy vậy thì anh bây phải... Bây giờ nè, đơn giản thôi. Muốn nam nữ không? Muốn. Anh chỉ cho. Hôm trước anh chỉ em đơn nam đôi nam nè. Đúng rồi. Nhưng mà đôi nữ anh chưa chỉ đúng không? Đúng rồi. Nói với em tiền bạc là vấn đề. Ai khỏe tôi rồi. Ôi, tự nhiên thấy phấn chấn lạ thường. Dạ. Nhưng mà cái đôi nam nữ á, nó đặc thù cái nó không giống như đôi nam. Nó chuyên biệt một tí. Nữ có nhiệm vụ riêng và nam có nhiệm vụ riêng. Nữ bổ trợ cho nam chứ không thể nào mà quýnh đôi công chung với nam. Hiểu không? Nhưng mà biết không hiểu đâu. Rồi, nên thành ra ngày hôm nay cũng nhờ cái hầu bao rủng rỉnh của cậu nên tớ đã thuê một huấn luyện viên chuyên nữ. Wow. Để riêng cho con quỷ nhỏ này. Vậy là anh mướn huấn luyện viên cho em á bò. Chị bún đâu? Bún bò. Đấy, vô đây. Hello chị. Hello. Hello. Rồi, giao cho bà. Okay. Tạm biệt. Qua chị đây. Gán chị nuôi cho ngon lành nha. Cố gắng. Rồi, hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho em cách quýnh đôi nam nữ cho nó có hiệu quả ha. Việc đầu tiên của mình là mình phải cầm vợt cho nó đúng. Thì mình sẽ cầm nửa cán vợt trở lên để chị để mình xử lý cho nó nhanh. Và lúc này mình sẽ mở cổ tay và đánh những cái dàn lưới nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Thứ hai là vị trí đứng. Khi nam giao cầu thì mình cố gắng là không cản trở cái việc giao cầu của nam. Khi mà em giao cầu thì em cố gắng giao cầu ngắn để mình hạn chế bị đối phương tấn công. Tiếp theo nữa, việc thứ ba là khác với lại quýnh đôi nữ. Khi mà nam gài cầu á thì em phải là cái người chạy lên lưới ôm cái phần lưới để cho nam tấn công. Thay vì em đứng một chỗ, em nhìn qua, em nhìn lại thì mình nên chọn cho mình một cái góc đánh để cho nam có thể bao quát được cái đường cầu. Khi mà mình phòng thủ thì mình cố gắng di chuyển bắt cái cầu đường chéo. Và nhớ nha, hạ thấp cái trọng tâm xuống, đưa vật lên cao để mình bắt cái trái cầu. Rồi cái cuối cùng nha, chị truyền cho em một cái bí kíp là khi mà em xử lý một trái cầu thì em cố gắng là không ngửa cái mặt vợt lên. Tại vì lúc này ngửa lên thì trái cầu nó sẽ đưa lên cao, đối phương sẽ tấn công mình đó. Gắn ghìm cái mặt vợt xuống cố gắng nhất có thể để mình chủ động được. Bạn nữ ở đâu mình đưa trái cầu về trái cầu ngay vị trí bạn nữ. Đừng có đưa cho thằng nam, thằng nam nó đập chết á. Ưu tiên nữ không chị? Đúng rồi. Thấy bên kia chỉ nữ kỹ chi tiết không? Bên đó là nữ là bằng mọi cách để mà tìm cầu cho mình tấn công. Vậy giờ tới lượt mình tấn công nè. Mình thể hiện cái nam tính của mình nè. Đầu tiên, bằng mọi cách phải dí được nữ bên kia. Ví dụ như nữ lùi về. Ông phải làm sao mà nữ nó không lùi, ông phải cho nó lùi cho bằng được. À. Hiểu không? Nói cái này nhiều khi nó hơi không được quân tử đó, nhưng mà kệ, tôi vô thi đấu, tôi cần thắng. Ông dạy gái ông chết, ông đáng chịu. Mình thương nữ bên kia, ai thương nữ mình. Đấy, đúng rồi, đúng không? Rồi, nên thành ra bây giờ mình sẽ làm gì? Phát cầu nè, phát cầu bắn cho tôi. Nữ là bắn. Đúng, tại vì khi mà nữ bắn thì nữ phải lui ra. Thì họ trả cầu qua là bằng cách ông cứ dí vô cái ngay góc nữ đang đấm. Rồi, tiếp theo nữa làm gì? Khi mà có cầu tấn công, liếc nhìn coi nữ đang đứng đâu, nữ bên kia đang đứng đâu. Đó, nữ đứng đâu là cứ đập về bên phía nữ đó. Nữ đang đứng mà bị lỗi vị trí đâu, ông cứ lớp cầu hoặc là ông lớp cầu, ông làm gì bằng mọi cách làm sao ông ép cầu nữ bên kia hết cho tôi. Nữ bên kia đánh trả cầu không có hiểm bằng nam. Đây là cuộc đấu trí làm sao mà khai thác được điểm yếu. Ông nhớ vụ mà bắt nhốt kiểu không? Nhớ. Ông nhốt chết cho tôi. Miễn sao thắng là được. Đúng. Đúng không? Có cầu tấn công cứ kiếm nữ, thậm chí nữ nè mà đang đứng trên lưới luôn, ông vẫn phải đưa cầu ngay tay nữ quýnh luôn. Đừng đưa chậm quá nha, đưa chậm quá chụp chết. Mình sẽ đưa cầu hơi nhanh tí. Ví dụ mấy nữ bên kia mà bị yếu, không có gặp có tay kịp á, là từ đó bắt đầu mình mới khai thác được cái sơ hở góc này góc kia. Không phải là cứ đôi công với nam bên kia đâu nha. Là bên kia nam nó dí được nữ mình chết á. Ví dụ giờ mà không có, mình không tìm được nữ thì bây giờ mình đánh với ông nam kia đánh như thế nào? Bây giờ thứ nhất em sẽ ưu tiên đường cầu chặt và đường cầu gõ. Tại vì nếu mà ông ham đập mạnh quá thì nam bên kia nó phản lại được. Nên thành ra bây giờ mình sẽ ưu tiên đường gõ biên, hai biên dài, càng xa tay càng tốt. Đúng, phải di chuyển cái này cái kia chứ còn ông đập đùng đùng họ đứng nghe rồi họ cứ tạt qua tạt lại là ông cũng xỉu. Rồi mà ông ép vô nữ đúng không? Ông cài đờ mi đúng không? Ông cài lại lưới cái xong nữ tì qua bên kia bắt đầu ông kéo lưới lại một cái. Bắt nữ chạy qua chạy lại luôn. Rồi thêm một cái nữa, ông phải giao tiếp được với nữ của mình.
đừng có rướng cầu quá. Trái cầu nào cảm giác em ơi qua tay rồi thì đừng có quýnh, để anh. Ông đứng từ phía sau, ông lên ông đánh ngon hơn. Nên cầu nào qua tay em rồi là để anh. Rồi thêm nữa mấy cái cầu nào mà dứt điểm thì em ơi né qua bên xí cho anh tới. Nhiều khi cầu đang ngay đây mà bả đứng thụ lù ngay góc đó xong đập. Ờ đó phải kêu buông để anh là dứt gần bên để đập cho. Đó thì mình nam mình chỉ cần như đó, trong cái sơ cấp này mình chỉ cần cái vấn đề đó thôi. Thành công. Ok. Ok, cố gắng. Và vừa rồi mình vừa hướng dẫn sơ sơ các bạn về cái chiến thuật đôi nam nữ, nhưng mà đây là sơ cấp nha, kỹ thuật chưa vững nè, nên thành ra nãy chỗ đây đó con bò nó hơi diễn tí. Tại tính anh quýnh cũng được, nhưng mà nó cũng được ở tầm trung cấp, thì hẹn ở clip sau. Còn ở clip này chắc cũng hơi diễn tí, nhưng mà cơ bản trong chiến thuật đôi nam nữ thôi nha. Đây là dành cho những bạn mà kỹ thuật gọi là trung bình trở xuống, nên đây là cách dễ nhất, tốt nhất trong cái việc chạy đôi nam nữ này. Và sắp tới team Vinby sẽ làm tiếp tục trung cấp một tí, rồi là nó cao hơn xíu nha. Rồi tiếp theo cái cuối này sẽ là tới cao cấp. Yeah. À, ok không? Okay. Lúc đó là mình đỡ phải diễn hơn nữa. Rồi nếu mà thấy hay thì xin cho tụi mình một like, một subscribe nha mọi người. Bye bye, see you.